Ok, hello em mình nhé, chào mừng quay trở lại với kênh của mình. Hiện tại thì ngày mai thì mình đang có mặt ở trên con TDC với số ngày nay 5 năm mà. Thì mình sẽ vào là hướng dẫn anh em là bắt cái con cầu sóc đĩa, được chưa? Đấy, quánh cầu sóc đĩa như thế nào, quánh làm sao. Thì mã sóc đĩa con này thì đang có công 1-1 nhé. Thì mình sẽ vào mình theo luôn. Đấy, thì tiện là có công 1-1 thì mình hướng dẫn luôn cho anh em xem nhé. Đấy, làm thế nào, cũng như là làm sao để mình có thể làm được cái điều đấy, theo được công 1-1 cho nó chuẩn chỉ và cái độ chính xác mà nó lại gọi là cực kỳ cao. Đấy. Ok chưa? Vừa vào thì thôi. Cứ thế mà đi ạ, mạnh dạn mà theo 1-1 thôi. Nó cái gì đâu đúng không? Rồi, để xem nào. Cầu kèo ở đây mà đi được ok, bú được luôn thì cũng khá là ngon, nhưng còn cầu kèo mà không cẩn thận mà nó lại gãy ra thì lúc đấy là lại là hơi dở đấy ạ. Rồi, tiếp tục với con này ở đây thì mình sẽ lại đi thêm một quả cầu 1-1 nữa. 2m850 thôi. Đấy, làm thêm quả gọi là 3m350 luôn ạ, cho nó sảnh điệu. Úi trời ơi, lại còn cái gì để nói nữa đâu đúng không? Về tứ tử thì lại hiểu vấn đề luôn đi chứ còn gì nữa. Đấy, anh nhiều khi cứ đơn giản như thế thôi, không phải nghĩ ngợi nhiều các bạn. Nhiều anh em mình nghĩ ngợi nhiều thì rất là dễ đi, mình cứ thoải mái mà đánh thì cái tỷ lệ lên là cực kỳ cao luôn. Tiếp tục mà theo 1-1 đi nhé. Nay lại đánh quả cầu này, gặp đúng cái cầu kèo lại đi 1-1 thế này thì còn gì nữa đâu đúng không? Lại là ngon lành đánh hào luôn. Đánh cầu anh em thấy không? Không khó nhá, chỉ có khó là mình có đánh. Ui giời, chết rồi, vừa gấp một phát này lên này là hơi dở đấy nhá. Rồi, cái này xem thế nào ấy. Tầm này quả này ở đây thì lại tiếp tục đi cho mình thêm con nữa nhỉ. Con này thì bây giờ mà bệt thì cũng khó mà theo cũng sao. Con này có khi mình sẽ theo bệt đi nhỉ. Quánh có 3 mét bệt nhá, xem như nào. Thôi đến 4 luôn đi, để 1 mét cho nó chỉ còn về 55 luôn, vừa tròn luôn. Úi rồi, chết dở rồi, 21 này. Con này bây giờ mà đánh chẵn thì nhỡ có sai không? Cầu này nó lại không về con lẻ, đánh chẵn thì có thể 1, 2, 3. Ừ, thôi kệ, cứ theo đi mà. Cứ làm con chẵn nhá. Này mình sẽ đi 7M này, để xem liệu có bú nổi không. Con này bú nổi, đụng bú lên luôn thì cũng khá là ngon, chứ cầu kèo mà gãy thì phát thì thôi hỏng 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 ấy bạn. Úi giời, may quá, may quá anh em ơi, vẫn lụm được nhỉ. Cầu kèo lại vẫn cứ là ok, cứ tưởng là gãy, ai ngờ thế này vẫn ngon. Được của nó anh bạn, được của nó đấy. Cứ tưởng ngày hôm nay toang rồi cơ, ai ngờ thế này thì vẫn cứ là ok anh em ơi, không vướng lắm nhỉ. Cầu kèo ở đây thì vẫn đẹp, nhưng mà nói chung là tiếp tục thì mình sẽ theo lại một con chẵn nhá, 2 mét thôi, để xem em phải không. Ừ, lại là lẻ, khó nói nhờ. Cầu kèo ngày hôm nay xem chừng là cũng có vẻ là căng đấy ạ, căng phết đấy anh em ơi. Rồi thế này thì lại phải tính toán tiếp thôi, để xem nào. Con này ở đây thì mình sẽ làm thêm một con 1-1 đi, không theo được thì mình lại không bẻ được thì mình lại theo được chưa. Ok đấy, nói chung là vẫn cứ đẹp vậy, không phải lo. Cầu kèo anh em cứ sợ gãy, chứ còn mình thì cứ thoải mái lên mà đánh, thì muốn gãy cũng gọi là khó đấy. Rồi tiếp tục với con này ở đây thì lại vào thôi đúng chưa. Rồi thì con này tiếp tục xem nào, mình sẽ lại đi tiếp một quả cầu 1-1 lẻ cho mình. Hôm nay lại gặp đúng cái cầu 1-1 thì thôi, lại đúng bài, lại đúng tủ luôn, còn gì ra bằng đúng không, đúng không? Úi rồi, vừa nói xong lại gãy 1-1 đấy ạ. Cầu kéo đi nó cứ bìm bịp thế nào ấy nhỉ. Ai giời, cầu kéo lại căng anh em ạ. Cứ tưởng ngon ngon mà thế này toàn 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 ốm hết đòn anh em ạ. Rồi tiếp tục con này thì mình đi thế này thì mình không biết là có lên theo bệt không, nhưng mình cứ theo 1-1 đi. Cầu ngày hôm nay nó đang về 1-1 mà anh em, 1m4 nhá, để đánh thêm 50k nhưng không kịp. Ui, về thứ tử khá nhiều này, nay mà ông nào mà theo thứ tử thì nãy giờ là bú cũng căng đấy anh em ạ. Rồi để xem ra làm sao đây, bọn này ở đây mà lên được thì cũng căng anh em ạ. Rồi, tiếp tục với con này xem nào.
Mình sẽ đi tiếp một quả cầu bệt nhé, theo lại con chẵn đi. Quánh quả 3 mét này xem nào. Ui à, đánh chẵn ra lẻ, đánh lẻ ra chẵn thế này thì bắt đầu là có vẻ nó hơi quan ngại về cái cầu kèo ngày mai rồi đấy anh em ơi. Đúng cái tiếng cuối cùng mà định vào bỏ để đánh lốt để nghỉ mà nó lại không ăn, hơi dở anh em, hơi dở hơi dở. Cầu kèo này lại hơi dở anh em ơi. Thôi rồi, không sao cả. Nói chung là tầm này tiếp tục nhé. Mình sẽ lại vào thêm một con chẵn nữa này. 5, 4 mét đi. Định làm 5 nhưng mà thôi. Lại nghĩ, nghĩ lại thôi. Lại ra 4 đi. Lại về 4 thôi cũng được. Đây, để xem thế nào. Như thế này thì có vẻ là lại bắt đầu khó rồi. Cầu kèo ở đây lại bắt đầu khó rồi này. Con này thôi theo bệt nhé. Cứ tưởng là lên ok mà thế này lại bắt đầu tăng toang rồi em ạ. Nói chung là ngày hôm nay cố gắng kiếm tầm 5 đến 10 m thôi thì mình cũng nghỉ, chứ cũng không có kỳ vọng nhiều về quả cầu nữa. 7 m này ok ngon rồi em ơi, tầm này là đẹp rồi đấy. Nay lại bắt đầu là từ 1-1 nó lại chuyển sang quả cầu bệt thì thôi nhé, chắc là mình con này mình cứ theo bệt đi nhỉ, theo quả tay bệt cho nó chắc cốt, ngoánh cứ theo bệt cho nó gọi là đẹp nhất rồi. Làm thêm con nẻ nữa này, ngoánh quả bệt 26-50. Để xem làm sao đây, con này mà bố được tiếp thì lại ngon, cầu kèo mà gãy phát thì hỏng 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 các bạn nào. Úi giời ơi, thôi vừa nói xong hỏng luôn các bạn. Cầu kèo này thì có vẻ là cũng hơi khó đỡ đấy. Thôi thì mình tiếp tục là mình lại làm thêm một con lẻ nữa đi, làm quả 5M nhé, để xem nào. Nói chung là tầm này thì mình sẽ đánh ăn một phát là mình nghỉ luôn, không tham nữa. Tham nữa đến lúc mà gãy ra thì ai cứu được cho đúng không? Chả ai cứu nổi mà. Nên là thôi, khoảng lốt 1-2 tay thì mình sẽ nghỉ thôi. Úi giời, vẫn còn thứ tự của con chẵn nữa rồi. Thì cầu này khả năng là bệt hay lẻ đây. Thôi, chắc con này làm thêm con lẻ đi. Lốt quả 10M lẻ nhé, để xem nào. Lại gấp các bạn, cố gắng là gấp đến thôi 13 mét luôn. Bố con này lên tầm 65m là 66m ấy nhỉ. Hoặc là gần 66m là vừa đẹp luôn. Còn để mà gãy con này nữa thì thôi. Khó đỡ anh ạ. Khó đỡ nhưng mà con này gãy là gãy thế nào được đúng không? Có phải muốn là gãy được đâu mà anh em. Thế thôi, tầm này thì cầu kèo lên thế này là cũng gọi là ok thôi. Thì thôi em nhé, mình sẽ nghỉ luôn em ạ. Đấy, anh lại tham khảo vào cách bắt cầu speed đấy của mình. Thì đấy, nói chung ngày hôm nay thì gặp cầu 1-1 xong rồi chạy ra một cái cầu hơi khó, nhưng mà mình vẫn cứ là lụm thôi. Bye bye anh em nhé.